mọi người. Hôm nay Sơn lại giới thiệu tới mọi người một sốt để làm nền tới tất cả các loại sốt me, đấy là liên quan đến sốt me như tôm chiên sốt me, rồi bề bề chiên sốt me, vịt quay mắm me. Thì đấy là cái cốt nền mà để các bạn từ cái me này thì mình có thể chế biến sang các món khác. Thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn cái định lượng như cái cách làm để mọi người tham khảo, với những người chưa biết, còn những người biết rồi thì sẽ làm theo các cách khác nhau. Nhưng theo Sơn thì Sơn sẽ làm theo cách của Sơn thì tất cả mọi người cũng dễ làm và cái nguyên liệu cũng dễ kiếm. Thế thì nguyên liệu của chúng ta hôm nay cũng có me nhé. Me này thì là me mà người ta bán ở các cái hàng khô ấy. Thì các bạn dầm ra này, các bạn dầm ra để lát nữa mình bóp cho nó dễ. Cái này mà muốn dễ thì mọi người nhớ là đun cho Sơn một ít nước ấm ấm. Thì cái định lượng của cái này thì có 400g me đi cùng với 500g nước. Bơ thì để tăng thêm cái độ ngậy, bơ này bơ Pháp nhá. Thì ở nhà mà mình làm gia đình thì không cần bơ cũng được. Mình làm cái định lượng như này bơ thì để tăng thêm cái độ ngậy được quá trình mình ăn thôi. Còn không có thì cũng không sao. Đấy. Có 25g tương ớt, 50g bơ, mật ong 50g, sả, tỏi, gừng. Nhớ là tỏi mọi người băm nhỏ phi thơm lên cho Sơn nhé. Đường ở đây Sơn sử dụng tương đối nhiều đường, tại vì cái me này nó rất là chua. Mà đường thì đi cùng với 400g me thì sẽ có, mình sử dụng đến 250g đường. Đây sử dụng 10g muối. Đấy thì sử dụng muối để làm mặn thôi các bạn nhé, không sử dụng tất cả các nguyên liệu bị phụ kèm. Tại vì cái này dòng này là dòng chua ngọt nên mọi người nhớ là chỉ sử dụng, Sơn chỉ sử dụng muối thôi. Đấy thì Sơn sẽ hướng dẫn các bạn cái phần định lượng và công thức thì Sơn sẽ để ở phần mô tả. Bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Ở đây thì nước nóng, nước ở đây mình sẽ đun lòng lòng tay. Sau khi đấy thì mình cho vào me để mình bóp cho dễ tan. Đấy, mình bóp xong thì mình sẽ dây qua dây lọc nha, để bỏ cái hạt này. Nếu như ở nhà thì mình không thích bỏ hạt, để mình có trình mình ăn, mình mút mút cái hạt thì cũng được. Nhưng mà lên cái đĩa đồ ăn thì nó không được mỹ quan, nên mình sẽ bóp. Đấy, cho nước nóng thì mình bóp nó sẽ dễ tan hơn nhé. Sau khi bóp tan như này rồi thì các bạn nhớ là lọc. Đấy, sau đó cũng bóp tan nhé. Cái dòng sốt này thì mọi người nhớ là hạn chế dầu mỡ cho Sơn, vì trong quá trình mà mình chiên ấy, mình chỉ áp dụng vào các cái dòng chiên nên là trong quá trình chiên nó đã nhiều dầu mỡ rồi. Nên quá trình này thì ví dụ như chưng tỏi thì mình chỉ lấy cái xác không thôi, chứ không nếu như mình cho mỡ nữa mà kết hợp với quá trình mình làm mà mình chiên lên dầu mỡ nữa thì rất là khó ăn, tại vì nó là dòng sốt mà chua ngọt mà. Sau khi mình lọc bỏ hạt đi thì mình sẽ ra một cái hỗn hợp me, tinh thể me như này nhé. Đấy, thì các nguyên liệu mình đã có rồi thì mình cho tất cả vào đây để mình còn đun nữa nhé. Sau khi mà chế biến thì các bạn có thể là cho thêm một ít ớt, sả, mật ong, tỏi là các bạn phải chưng lên nhé. Các bạn phải chưng vàng, như gừng và sả thì không cần thiết. Muối. Các bạn có thể tham khảo cái định lượng này Sơn để ở phần mô tả nhé. Đường. Tương ớt.
Nếu như các bạn nào làm ở nhà hàng thì mình có thể cho thêm cái sốt tomato ketchup, đó là cái sốt mà sốt tương cà đấy, sốt tương cà của Malai ở trong chai thủy tinh đấy các bạn. Đấy thì nó sẽ cho ra mình cái màu thì nó sẽ đẹp hơn, chứ ở nhà thì mình làm cái màu mộc như thế này cũng được. Đấy, mình cho bơ nó vào. Sau khi cho tất cả các nguyên liệu này rồi thì mình cho lên bếp mình đun nhé. Mình đun khi nào để cho nó nhuần, nó hòa quyện tất cả các này vào với nhau là được. Mình cho lên bếp mình trưng nhé. Nhớ trong quá trình này thì cái này nó rất là ngọt, nên quá trình trưng thì các bạn trưng nhỏ lửa cho sơn, trưng nhỏ lửa chứ không là nó bén lên là nó sẽ lên mùi caramel nhé. Thứ hai nữa là cái sốt này thì mình có thể làm nhiều một lúc luôn, xong mình đóng hộp mình cho vào tủ đông, khi nào mình cần thiết thì mình lại cho ra, mình lúc nào khi mình sử dụng thì mình lại bỏ ra, mình dùng bình thường, mình trưng lên rồi mình sắp bình thường. Đấy. Đấy, sau khi đây là cái thành phẩm sốt me của mình nhé. Đấy, ra nó phải sệt sệt như này thì quá trình các bạn cho vào thực phẩm thì nó mới bám được vào, chứ đừng có loãng quá. Nếu mà theo tỷ lệ công thức đấy thì nó sẽ cho ra cái hỗn hợp mà nó sền sệt như này. Nếu các bạn muốn ngọt đậm hơn nữa thì các bạn có thể là xuống một tí ti bột áo của làm sánh sánh hơn nữa, sánh quện hơn nữa, thì các bạn có thể là cho một ít bột năng nhá, cho một ít bột năng, nhưng mà gọi là cho gợn gợn thôi, chứ còn sơn cũng không khuyến cáo là cho bột năng, nếu mà để làm sánh tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chúc các bạn thành công.